Phụng Me này to đẹp mà lại sạch quả lắm anh ạ. Tôi phải cắt cái cành nó xuống. Đấy, mấy cái cây điều thì người ta trồng rồi vẫn có những cái cây me này. Người ta kiểu là người ta chưa phát đấy. Đây sẽ đào những cây to này về trồng nó nhanh quá anh em ạ. Tôi đã phải trồng một số chơi những cây to trước. Me này thì cái cây nhỏ anh em dặn nó nhiều lắm, người thì dặn là cây cắt nhỏ nhỏ nhưng cao cao để về trồng ăn quả, người thì dặn cây nhỏ nhỏ nhưng làm bonsai. Nhưng bữa nay tôi gặp cái bãi này nó to anh em ạ, mà nói chung là bà con cũng đang chuẩn bị làm cỏ, mấy phía trên kia người ta đang ủi đấy, múc là múc đến đây là những cái cây này là họ múc vất hết, trên kia là nó múc, họ múc là họ dồn thành đống để họ đốt hết. Đâm ra là tốt nhất là những cây đẹp to là mình đào trước anh em ạ, không đến lúc nó múc hết là tiếc lắm. Rất nhiều nơi bị như vậy. Bữa nay là tôi đi tìm mấy cây to là tôi đào me trước anh em ạ. Thì những anh em mà cây nhỏ thì hôm nào mà tôi đi tôi tìm cây nhỏ thì tôi sẽ giao lưu với anh em nhé. Còn những cây to này thì nói chung vẫn giao lưu nhưng mà phí ship nó cao lắm. Như cây hôm qua tôi đào ví dụ như gửi cho anh em thì phí ship nó lên đến khoảng 300-400 rồi anh em ạ. 300-400 thì báo giá anh em này nó. Những cây như thế thì phải báo giá cả triệu thì mới giao lưu được. Bọc cây đóng hàng. Nên mấy cây to này thôi để tôi trồng nó cho nó uốn tạo cho nó ra quả. Còn anh em nào mà ưng thì vẫn giao lưu nhé. Còn tôi thì thường thường chỉ giao lưu mấy cây nhỏ nhỏ thôi. Gốc của nó thì bây giờ mới chui vào đào đây. Bẻ nó ra tận đây sao? Đây là cái cây khác. Gốc này to lắm này anh em. Gốc to thế này thì nó có quả nó mới nhiều, chứ còn những gốc nhỏ thì nó có quả nó ít lắm anh em ạ. Những cái này thì tôi chơi luôn tông cao. Có cái thân bên này thì người ta trồng điều vướng người ta cũng chặt đi. Cắt cao cao lên trên này. Bây giờ tiến hành dọn ra đào đó. Sâu phết anh em ạ, sâu nó dễ to, giờ đang cắt, cắt dễ này chắc gần lên, cuối cùng lên rồi đây anh em, quá khủng cái khiếp luôn. Đây là những cái rễ này anh em, cắt hai cái rễ này mệt, gốc rất là to, gốc này đến cái điểm đỉnh đấy cao hơn mét. Có bầu này về thì trồng. Cứ đặt làm sao mà lấp đất hoặc lấp cát ngập hết đến đây. Sau này nó sống khỏe bắt đầu moi moi bớt nó ra để cho nó nổ cái bệ. Uốn ra quả.
rất hoành tráng luôn, cũng được 2-3 gốc to rồi anh em ạ.